Sau gần một năm vận hành và hoạt động ứng dụng app du lịch Bình Dương, đã có hơn 1,5 triệu lượt truy cập, hơn 2.000 người dùng cài đặt, mang lại nhiều tiện ích cho du khách trong và ngoài nước. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tiếp tục khuyến khích cá nhân tổ chức cài đặt app du lịch Bình Dương. Ngoài tính năng tra cứu thông tin về du lịch như thông tin về điểm đến du lịch, khách sạn, nhà hàng và địa điểm ăn uống, các chương trình vui chơi giải trí, chương trình khuyến mại, App du lịch Bình Dương còn cung cấp các tính năng đặt dịch vụ trực tuyến cho du khách khi du lịch tại Bình Dương. Người dùng có thể truy cập từ khóa du lịch Bình Dương hoặc Bình Dương tourism để cài đặt app Du lịch Bình Dương trên thiết bị điện thoại di động ở hai kho ứng dụng App Store hay điều hành iOS và Google Play hay điều hành Android.